Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy nhưng của Chúa Cha đang đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha. Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em đi. Đó là lời Chúa. Bài tin mừng chúng ta vừa lắng nghe hôm nay nói lên những lời tâm phúc của Chúa Giêsu với các môn đệ, và trải qua hơn 2000 năm lịch sử, giờ đây chúng nói với từng chúng ta. Những người đang ngồi trong nhà thờ này, đang tham dự thánh lễ, chúng ta đang lắng nghe những lời nói của tình yêu. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Vậy thưa quý bà anh chị em, giờ phút này nếu có ai chất vấn chúng ta về tình yêu, chúng ta sẽ trả lời sau đây. Có lẽ chúng ta cũng dám tự hào rằng mình yêu mến Chúa. Nhưng hãy quay trở về với chị em. Nhiều khi chúng ta yêu mến Chúa chỉ bằng môi, bằng miệng, còn tâm hồn mình ở tận đâu? Chúng ta ngỡ rằng Thiên Chúa của mình ở trong nhà thờ hay là nơi nhà tạm, đúng lắm. Chúng ta chỉ nhìn thấy Chúa trong kinh nguyện hay trong những giờ phút gọi là những việc đạo đức. Còn ngoài những việc đó ra, khi chúng ta trở về với cuộc sống, chúng ta cứ mặc tình thoải mái, muốn sống sao thì sống. Đúng vậy không? Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy. Chúng ta cứ tưởng rằng với những lời kinh, những lúc ngồi trong nhà thờ lâu giờ, như thế gọi là yêu mến Chúa à? Còn ngoài ra cuộc sống dường như không có Chúa bên cạnh, xử sự với nhau như là con cái thế gian chứ không phải là con cái Chúa. Như vậy chúng ta giữ lời Chúa như thế nào để mà chứng tỏ cái tình yêu của mình? Lời Chúa là lời yêu thương. Chúa dạy chúng ta yêu thương, nhưng yêu thương không phải chỉ là những lời nói suông. Yêu thương phải được thể hiện qua hành động, qua việc vâng giữ lời Chúa. Nếu chúng ta yêu mến, nếu giữ lời Chúa thì chúng ta sẽ tận tâm hơn trong công việc hàng ngày, tận tâm hơn với cái trách nhiệm của mình đã được trao phó. Nếu chúng ta yêu mến và giữ lời Chúa, chúng ta sẽ không còn thấy những người chung quanh chúng ta là gánh nặng trên vai của mình nữa. Nếu chúng ta yêu mến Chúa,
Chúa không chỉ bằng lời nói chung thì cái đôi tay của chúng ta phải hành động. Không quản ngại những khó khăn chắc trở, và khi đó tình yêu sẽ thúc đẩy chúng ta hành động giống như người cha người mẹ không ngại ngần mưa nắng khó khăn để mà sẵn sàng bảo vệ yêu thương con cái của mình, những người thân yêu của mình. Nếu chúng ta hành động được như thế là chúng ta yêu mến Chúa qua cách đối xử với người anh chị em chúng ta, và đó là đã vâng giữ lời Chúa, và chúng ta sẽ được Thiên Chúa ở cùng như chính Chúa Giêsu đã nói: ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy và Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, cầu xin Chúa cho chúng ta biết vâng giữ lời Chúa bằng chính những hành động yêu thương. Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy. Amen.